quận 7 là một nơi rất là đáng sống. Nhưng mà đáng sống hơn là khu dân cư Tân Quy Đông, bởi vì khu dân cư này được gọi là bao phủ rất là nhiều công viên cây xanh, và đặc biệt là ba mặt giáp sông nên cực kỳ thoáng mát. Thì để tìm hiểu về khu dân cư Tân Quy Đông, để tiền gọi là xây nhà ở và định cư tại nơi đây, và mọi người cùng với Phước Sửu đi tìm hiểu nhé. Hôm nay là một ngày cuối tuần, thì kênh Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ đưa quý anh chị đi tham quan một khu dân cư rất là đẹp tại phường Tân Phong, quận 7. Thì Phước Sửu đang có mặt tại siêu thị Lotte Mart. Như quý anh chị đang thấy thì siêu thị Lotte Mart nằm ngay giao lộ đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập. Từ siêu thị Lotte Mart này thì mình di chuyển theo đường Nguyễn Thị Thập, và cách Nguyễn Thị Thập tầm khoảng 150m là mình đến khu dân cư Tân Quy Đông nằm phía bên tay phải. Thì khu dân cư Tân Quy Đông này thì Phước Sửu sẽ rẽ vào cái đường chính của khu dân cư Tân Quy Đông là đường 65. Một cung đường rất là rộng rãi. Cung đường này tầm có chiều ngang tầm khoảng là 24m. Và dọc theo hai cung đường này thì rất là nhiều những cái mặt hàng được bày bán. Và đi cuối của con đường là gặp một cái bờ sông. Dọc theo bờ sông thì mình sẽ di chuyển theo cung đường là 40. Theo cung đường 40 thì gần như là mình đi di chuyển theo cung đường có một cái bờ sông và công viên rất đẹp. Cung đường bờ sông này thì mình nhìn qua phía bên tay phải của Phước Sửu là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thì nói về khu dân cư Tân Quy Đông này để cho mọi người hình dung, khu dân cư Tân Quy Đông này có tổng quy mô là 19 hecta. Trong khu dân cư Tân Quy Đông này bao gồm rất là nhiều shop house dọc theo đường Nguyễn Thị Thập, đường 65, đường 75, và những căn nhà phố, biệt thự hay là những cái căn dinh thự sát bờ sông luôn. Nói đến khu dân cư này là một khu dân cư được quy hoạch rất là bài bản. Tất cả đường ở đây là đều là có vỉa hè, được trồng rất là nhiều cây xanh. Và trong khu dân cư như mọi người nhìn thấy thì có nhiều trường học như trường Đinh Bộ Lĩnh, trường Tân Quy Đông và rất là nhiều trường đại học lân cận khu dân cư Tân Quy Đông, như là Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều bệnh viện nữa nha. Bệnh viện quận 7 nè, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, rồi Bệnh viện Nam Sài Gòn, và có nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 rất là gần khu dân cư. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cho mọi người đi lên lõi sen và bay lay cam để cảm nhận được khu dân cư này đã xây dựng nhiều hay chưa, và kết nối hạ tầng có đồng bộ hay không. Thì như mọi người nhìn thấy, khu dân cư Tân Quy Đông là một khu dân cư được quy hoạch rất là bài bản. Tất cả cái hệ thống đường ở đây là đường bàn cờ, tất cả đường ở đây rất là thoáng, xe hơi tránh nhau thoải mái luôn. Và mật độ xây dựng của khu dân cư này là đến 95% rồi, còn rất ít những lô đất chưa xây dựng. Và ở đây thì khi mà chủ đầu tư đưa ra cái sản phẩm của khu dân cư Tân Quy Đông này thì được thiết kế rất là bài bản rõ ràng. Và ở đây thì có rất là nhiều công viên cây xanh nè, sân tập thể dục nè, và dọc theo cung đường 40 thì có một bờ sông, công viên câu cá giải trí dành cho những cái cư dân ở cuối tuần rất là dễ thương luôn. Nói đến khu dân cư Tân Quy Đông này thì ở đây là cư dân đã vào ở rất là lâu rồi, và pháp lý ở đây là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn và được phép gọi là xây dựng tự do theo thiết kế của gia chủ luôn. Nên khi quý anh chị sở hữu là cư dân của khu dân cư Tân Quy Đông này thì quý anh chị có thể là mua những cái lô đất tại khu dân cư Tân Quy Đông này, và mình có thể là xây dựng những căn nhà phố, shop house, biệt thự, và điều đặc biệt là thiết kế theo tùy thích của mình, không có cái sự ép buộc xây dựng hay là như thế nào hết nha quý anh chị. Thì văn phòng của công ty Phước Sửu nằm tại khu dân cư Tân Quy Đông. Để có nhiều thông tin hơn và những căn biệt thự nè,
những nhà phố và những lô đất được chào bán. Quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ tư vấn đầy đủ thông tin về khu dân cư và tìm cho quý anh chị một cái nơi gọi là an cư lâu dài và định cư thật tuyệt vời tại khu dân cư này. Và đặc biệt những quý anh chị có những cái sản phẩm tại khu dân cư Tân Quy Đông và những cái sản phẩm tại Nhà Bè, Bình Chánh thì alo cho Phước Sửu để Phước Sửu có đội ngũ sẽ ra hàng nhanh chóng cho quý anh chị. Và bây giờ Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Trong những video tới, Phước Sửu sẽ cập nhật nhiều thông tin bổ ích về những thị trường bất động sản quận 7 và đặc biệt có những bất động sản chào bán với giá cực kỳ rẻ, rẻ hơn cả giá thị trường. Xin chào nha.